Chí Anh, tình cũ một thời của Khánh Thi, hạnh phúc bên vợ hoa khôi kém 20 tuổi, ngoại hình gây sốc. Sau khi kết hôn với bà xã kém 20 tuổi Khánh Linh vào năm 2016, cuộc sống của kiện tướng Dan Sport, Chí Anh ngày càng kín tiếng. Anh hiếm khi tham gia các hoạt động trong làng giải trí, cũng như chia sẻ với gia đình trên mạng xã hội. Chí Anh và tình cảm 10 năm với Khánh Thi. Chí Anh sinh năm 1978, là một trong những kiện tướng Dan Sport nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam. Anh càng nổi tiếng hơn khi có mối tình khá sâu đậm với bạn diễn Khánh Thi. Họ đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cùng học tập để theo con đường Dan Sport chuyên nghiệp. Chuyện ấy đã trở thành quá khứ và giờ đây ai cũng có hạnh phúc riêng. Hiện tại sau gần 2 năm ngày cưới, Chí Anh đã có 2 con và hạnh phúc yên ấm như nhiều gia đình khác. Nói về chuyện tình cảm với Khánh Thi, anh cho biết vợ ghen là chuyện bình thường. Ghen thì tôi nghĩ là có, vợ tôi không thoải mái khi tôi tham gia live show của Khánh Thi. Tôi thấy vợ tôi có ghen thì cũng là chuyện bình thường, dễ hiểu, không nên xem nó to tát hay khó chịu vì vợ ghen. Chẳng có người phụ nữ nào lại vui vẻ khi chồng mình ôm một cô gái khác, Chí Anh cho biết. Hiện tại, Khánh Thi, Chí Anh đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cách đây vài năm, anh và nữ kiện tướng cùng nhau tham gia live show nói về cảm xúc khi kết hợp cùng người cũ. Chí Anh cho biết, tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không cần phải có cảm xúc yêu đương với bạn nhảy thì mới có thể nhảy được những bài yêu đương. Đúng là tôi vào vai nam chính trong live show này và nói thẳng thì chúng tôi từng là một phần cuộc đời của nhau. Nhưng nhiệm vụ của tôi trong live show của Khánh Thi là giúp cô ấy kể lại câu chuyện của cô ấy theo đúng kịch bản chứ không phải tranh thủ hồi ức với nhau trên sân khấu. Cũng từ đây, Chí Anh và Khánh Thi tiếp tục cùng nhau kết hợp trong nhiều dự án. Hiện tại sau khi chia tay, họ là những người bạn tốt của nhau. Chí Anh bình yên bên cạnh vợ hoa khôi kém 20 tuổi. Chí Anh có được trái tim của một cô gái mới lớn không phải dễ dàng. Anh chia sẻ, bản thân bị Vũ Khánh Linh chặn mọi tài khoản cá nhân, từ Facebook, Instagram, Viber đến Zalo, chặn luôn cả số điện thoại khi mới bắt đầu làm quen. Nhưng vì yêu từ cái nhìn đầu tiên nên Chí Anh mặt dày, 6 tháng mới làm quen được người mà anh mong đợi bấy lâu. Công đoạn làm quen khó khăn nhưng với cách nói chuyện thông minh, hài hước cùng tài năng cuối cùng, Chí Anh đã thu phục được trái tim người đẹp. Ít ai ngờ chú vẫn cứ đổ hoa khôi của trường Trung học phổ thông Việt Đức để đi đến đám cưới hoành tráng được tổ chức ở thủ đô Hà Nội. Năm 2017, Khánh Linh sinh con gái đầu lòng. Năm 2018, bà xã của Chí Anh sinh con thứ hai. Sau 7 năm chung sống, cặp đôi ngày càng hạnh phúc. Đặc biệt, tổ ấm nhỏ của họ viên mãn hơn khi có sự xuất hiện của 2 con, một trai một gái. Cuộc sống của cặp đôi trở thành chủ đề gây tò mò cho công chúng. Nói về điều này, Chí Anh vui vẻ. Mọi thứ vẫn tốt, vẫn bình thường và vợ chồng tôi luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, chưa thấy có gì bất thường cả. Là con một, Chí Anh được mẹ cưng chiều vô cùng. Nhưng khi có vợ, đây cũng là điều khiến anh phải suy nghĩ, phải làm sao để hài hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là trăn trở của Chí Anh, đặc biệt là nàng dâu này lúc ấy mới chỉ 18 tuổi. Chia sẻ về điều khó xử, Chí Anh thật thà, lúc mới cưới cũng xảy ra chuyện, như bạn biết đấy, mẹ chỉ có một mình tôi, nên trong mắt bà tôi là tất cả. Chính vì thế xảy ra xung khắc mẹ chồng nàng dâu là bình thường, đặc biệt trong thời gian vợ tôi mới sinh, cô ấy bị trầm cảm cũng xảy ra nhiều chuyện, về sau đọc báo tôi mới biết. Là người đứng giữa để giải quyết tốt và làm mọi việc thuận hòa, Chí Anh chọn cách không bênh ai cả mà phải lựa lời nói chuyện với từng người và cách này đã khiến mọi việc trở nên êm ấm hơn. Nói thì nói vậy nhưng thực tế, Chí Anh cũng là người biết chiều vợ. Theo lời anh kể, khi còn độc thân thì ra ngoài anh đi chơi thoải mái nhưng đến lúc cưới vợ, cứ ra khỏi cửa anh đều phải xin phép, nói lý do rõ ràng. Nhiều người cứ trêu anh sợ vợ, Chí Anh cười, tôi nể vợ giống bố tôi nể mẹ tôi thôi. Chưa hết trong cuộc sống hàng ngày khi thấy vợ mệt mỏi hoặc stress, Chí Anh đều biết cách dỗ vợ yêu. Những lúc ấy, tôi thường mua trà sữa cho vợ, uống cùng vợ như hai người bạn. Thỉnh thoảng, tôi cũng gửi con cho mẹ rồi dẫn vợ đi chơi đây đó cho cô ấy bớt buồn. Đó chính là chiêu của Chí Anh, lấy chồng xong rồi sinh con luôn, vợ trẻ phải ở nhà, đó cũng là thiệt thòi của vợ Chí Anh. Tuy nhiên quan điểm của Chí Anh lại khác, dù vợ ở nhà nhưng đúng như Chí Anh chia sẻ, anh không bắt cô làm việc nhà mà cho cô một cuộc sống tốt. Anh chia sẻ, gia đình tôi có người giúp việc nên vợ tôi cũng sướng, không phải nấu nướng gì, không phải làm việc nhà gì, chỉ tập trung vào đẻ thôi. Dù còn trẻ nhưng vợ tôi chăm con rất là tốt. Nhờ có sự chiều chuộng, yêu thương của chồng nên hoa khôi trường Trung học phổ thông Việt Đức ngày càng xinh đẹp viên mãn, ngoại hình phát tướng. Sau khi kết hôn với bà xã kém 20 tuổi, cuộc sống của kiện tướng Dan Sport Chí Anh ngày càng kín tiếng. Xuất hiện trong một sự kiện và trên mạng xã hội, kiện tướng Dan Sport gây sốc vì tăng cân và để râu, tóc dài, trông già hơn hẳn trước. Khác với chồng, Khánh Linh dù đã là gái hai con nhưng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Nhìn ngoại hình hiện tại của Chí Anh, nhiều người hài hước ví von rằng anh cũng nằm trong số những ông chồng bị vợ dùng như phá, khiến dung mạo ngày càng xuống dốc, khiến nhiều người không nhận ra kiện tướng Dan Sport ngày nào.